giới thiệu để các bạn một cái âm ly karaoke hàng tồn kho full thùng xốp mới 100%. Thì con này đến từ thương hiệu Yamaha, của một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, và đây là hàng chính hãng nha các bạn, hàng chính hãng chứ không phải là hàng sách tay, hàng cũ gì nha. Model của nó là KMA 500, đầy đủ thùng xốp, catalog, remote. Cái này thì mình lấy âm ly ra rồi nha, lấy âm ly ra rồi. Từng cái âm ly đây, remote đây, và đây là cái âm ly rất là gõng luôn, một cái âm ly mà chúng ta vừa nghe nhạc được, vừa karaoke được. Cái giá của nó chỉ ngang một cái âm ly mà hàng Đền Nông hoặc là Pioneer, mà hàng mới, loại trung bình thôi, loại thấp thôi, nhưng mà con này là loại cao. Các bạn có thể để ý những cái con như là Đền Nông 700 AE hoặc là những cái đời Pioneer như là N30, Pioneer, xin lỗi, Pioneer A30 hoặc là Marantz 5005 đó, thì những con đó cũng 8-9 triệu rồi, nhưng mà chắc chắn là đánh không lực bằng con này, mà con này lại có chức năng karaoke nữa, thiết kế rất là ngầu. Chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái chức năng để chúng ta chỉnh nhạc ở bên này, music sẽ có backgrab, thì chúng ta chỉnh bằng cái nút nhỏ này, các bạn sẽ có một cái tua bit dẹp để chúng ta chỉnh cái này, gọi để nó khóa trẻ con á. Còn bên này là echo và mid. Echo thì nó có delay, repeat, mid thì nó có bass, mid, treble, và chúng ta chỉnh cho mid 1, mid 2, hai cái lỗ này. Nó cũng có hai lỗ phía sau để các bạn có thể gắn micro không dây cho nó bớt vướng. Các cái chức năng lớn nhỏ của cái này này, thì các bạn thấy là từ số 1 chúng ta vặn cả là lên số 2 liền. Thì để mà các bạn không quen tay, chúng ta nên dùng remote. Ví dụ đây là music, mình sẽ bấm đó. Đây, số 2 thì mình sẽ bấm 3 lần thì nó mới lên số 3. Đó nghĩa là khi mình bấm 3 lần, mình bấm lần thứ nhất thì âm thanh nó sẽ lớn lên, lần thứ hai nó sẽ lớn lên miếng nữa, lần số 3 nó sẽ lớn nữa và nó lên luôn số 3. Còn khi chúng ta vặn bằng tay á, thì từ số 2 nó sẽ qua liền số 3 thì nó rất là lớn, chúng ta xuống lại số 2 thì rất là nhỏ, nên chúng ta nên dùng remote, nó dễ canh hơn. Echo cũng vậy. Đây, echo. Đây, số 1 này chúng ta muốn lên số 2 thì chúng ta bấm 3 lần nó mới lên. Đại loại là 1, rồi 1,3, 1,6, rồi mới lên là đến 2. Đó. Còn nếu chúng ta vặn cái là 1 lên 2 thì nó sẽ rất là lớn. Rồi. Đó. Đó. Chúng ta canh cũng được nhưng mà nó không bằng chúng ta dùng remote. Rồi, cái đó là cái mẹo để các bạn chỉnh cho nó hay thôi, chứ không phải là khó khăn gì. Đó, rất là đơn giản. Đó, mặc dùng remote. Mình thì mình hát thì mình thường để ở số 3. Số 3 thì mình chỉnh lên mid. Mình chỉnh khoảng 3,5. Nhưng echo mình chỉnh khoảng 4,5. Đó. Còn delay rồi này thì mình tùy cái loa. Thì mình thường chỉnh quá một nửa một chút. Đây. Thì các bạn nào mua về, các bạn cứ canh chỉnh với cái loa của mình. Lưu ý là những dòng âm ly này chúng ta chỉnh vừa, chỉnh dư quá nó sẽ hú. Nhớ nhắc bạn, nó không giống như vang số, nhưng mà nó đánh tiếng rất là hay, karaoke rất là có lực, chi tiết ngọt ngào, nghe nhạc cũng rất là hay. Con này thì nó có đường ra sắt nữa. Pre-out hoặc là subwoofer. Đó. Hai đường ra sấp luôn. Rồi. Công suất của nó là, công suất này ra loa là 200W. Một cặp 8 ohm. Rồi bây giờ mình test nhạc các bạn nghe nha. Trong cái video sau thì mình sẽ test karaoke. Bây giờ mình
cái giọng mình nó hơi bị khan nên mình không hát được. Đợi video sau mình hát nha. Giá là 8 triệu, các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm. Chỉ 8 triệu thôi, sở hữu một cái âm ly vừa nghe nhạc vừa karaoke. Hàng chính hãng, các bạn được bảo hành 6 tháng. Bây giờ mình test nhạc nha. Mây nương
đàn còn tơ vương khánh tướng thì đường trần mưa bay gió cười còn nhiều anh ơi. Lòng trần còn tơ vương khánh tướng thì đường trần mưa bay gió cười còn nhiều anh ơi. Lòng trần còn tơ